những thay đổi lớn của luật đất đai sửa đổi. Một, đang thuê đất trả tiền một lần có thể chuyển sang trả hàng năm. Điều này tạo sự linh động cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải nộp lại số tiền được miễn, giảm. Điều này tránh tiêu cực về việc được hưởng những ưu đãi của nhà nước. Ba, quy định chặt chẽ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Điều này bổ sung thêm những điều kiện về việc chuyển nhượng bất động sản diễn ra minh bạch hơn, tránh những vụ việc đáng tiếc như trong quá khứ. 4. Doanh nghiệp có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa. Điều này giúp giá đất nông nghiệp có thể tăng khá mạnh. Giá đất nông nghiệp hiện tại nói chung tương đối rẻ. 5. Được bán tài sản trên đất và bán quyền thuê đất cho doanh nghiệp khác. Điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho ngành bất động sản khu công nghiệp. 6. Không thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất sẽ bị thu hồi đất. Điều này giảm bớt tình trạng găm đất được giao, gây thiệt hại lớn về nguồn lực. 7. Doanh nghiệp vi phạm đất đai vẫn có thể được giao đất cho thuê đất. Điều này tạo cơ hội làm lại cho những doanh nghiệp đã bị vi phạm trước đó. 8. Xây nhà lưu trú cho công nhân khu công nghiệp được miễn giảm tiền thuê đất. Điều này tăng thêm nguồn cung cho bất động sản cho thuê. Về lâu dài sẽ có tác động làm giảm giá thuê nhà, rất tích cực. 9. Bỏ khung giá đất, xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Đây là điều quan trọng nhất trong luật đất đai sửa đổi. Về cơ bản, những người sở hữu đất sẽ có lợi hơn, doanh nghiệp bất động sản cũng dễ dàng hơn để giải phóng mặt bằng theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, chi phí giải phóng mặt bằng chắc chắn sẽ tăng lên do giá đất được xác định lại sẽ có xu hướng tăng mạnh.